Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong ba như cung đề hạn cũng cao, nhưng mà cái dư nợ cung đề hạn cũng quá thấp, tức là cung nợ sớm. Vì sao như thế này em tự lý giải không? Trời ơi, một câu này cho đủ một câu nha. Anh có biết là cái phủ của anh tự lập thì cái lĩnh vực nào hay là cái ngành nghề nào mà